Và Sơn xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Chào mừng cả nhà mình trở lại với kênh Sức Khỏe 60 giây. Thì hôm nay cả nhà mình sẽ tiếp tục theo dõi cái cách sử dụng dòng máy Beurer của Đức. Thì dòng máy này là đo nồng độ oxy trong máu cả nhà ha. Cả nhà mình có xem các video cũ thì mình biết được cái cách sử dụng của từng dòng máy khác nhau và cách lựa chọn giữa dòng máy giả, dòng máy thiệt. Và hôm nay đây là một trong những dòng máy khá là uy tín trên thị trường hiện nay. Giá của hãng là 1.590.000. thì này là giá niêm yết của hãng ha. Còn nếu mà như cả nhà liên lạc trực tiếp với Sức Khỏe 60 giây để có thể cập nhật bản giá mới nhất hoặc là chương trình hỗ trợ nếu có. Rồi bây giờ mình cùng sử dụng nha. Rồi mở máy ra nè. Mình có phiếu bảo hành ha, cái này là bảo hành 2 năm, cái này 14 tháng nè. Rồi phiếu bảo hành chính hãng và hướng dẫn sử dụng tiếng Việt, rất là nhiều giấy này. Rồi mình có một cái máy nè, một cái vỏ đựng và một cái máy. Rồi bây giờ mình sẽ thử sử dụng cái dòng máy này ha. Rồi bên trong mình có pin đó. Rồi bây giờ mình sẽ thử xe máy bên trong như thế nào. Ở phía sau thì có số CD của máy nè. Rồi phía trước là có cái màn hình. Rồi này là mình mở ra mình kẹp thì cũng giống như những dòng máy khác này ha, mà có một nút điều khiển duy nhất thôi. Rồi bây giờ mình sẽ thử bỏ pin vào ha. Rồi bây giờ cái cách mở nắp pin ra cả nhà ha, mình đẩy ở đây nó có 2 cái g nè. Đó, có cái mũi tên hướng lên. Bây giờ mình sẽ đẩy ở dưới lên. Đó, mình sẽ mở được nắp pin nè ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho pin vào đầu cộng và đầu trừ theo đúng cái hình ở trên đây. Rồi, mình đẩy nắp pin lại ha. Mình đẩy nắp pin vào và mình gạt từ trên xuống. Đó, rất là dễ xài. Rồi trước khi đo thì mình ngồi nghỉ khoảng tầm 5-10 phút khi mà mình đang làm việc hoặc là mình đang đi ở ngoài vào thì mình ngồi nghỉ để sức khỏe mình ổn định, mình đo để có được cái kết quả chính xác cả nhà ha. Giống như mình đo huyết áp vậy đó, phải ngồi thoải mái để mình mới có được cái sức khỏe trung bình của mình có tốt hay không. Rồi bây giờ muốn đo thì dễ lắm. Trước tiên không cần cài đặt đâu, mình cứ để cái bàn tay nè, mình theo cái lưng bàn tay mà mình nhìn thấy nè ha, và cái máy cũng cái màn hình mình nhìn thấy, rồi mình mở ra mình kẹp vào cái ngón tay của mình đó. Rồi mình bấm nút sẽ ra kết quả thôi. Cả nhà để cố định ha. Rồi đó, cả nhà thấy cận cảnh nè. Ở đây là cái nhịp tim mình là 88 lần trên phút và cái nồng độ oxy trong máu của mình là 98. Đó, nó đang đo cái khi mà mình đang đo đó, tín hiệu nó đưa về. Thì nếu mà như cái nồng độ oxy trong máu từ 94% lên là bình thường, mà 96% trở lên là rất là tốt cả nhà ha. Đó, nhịp tim tham khảo. Đó, cả nhà mình có thể để khoảng vài giây để mình coi nó có thay đổi lên xuống hay không. Và đương nhiên là cái móng tay mình khi trước khi đo mình phải vệ sinh sạch. Sơn móng tay thì cũng không được sơn nè, hoặc là móng tay giả cũng phải gỡ ra để nó có được cái độ chính xác. Giống như cái ngón tay mình vậy mà mình có che phủ một lớp thì nó sẽ không có được cái kết quả tốt rồi đó cả nhà ha. Rồi bây giờ khi mình tháo ra thì nó sẽ như thế này đó, khoảng 10 đến 30 giây là nó sẽ tắt máy. Rồi rất là xong. Chỉ có kẹp vào và bấm nút đo thôi. Đó là đo rất là đơn giản. Mình chỉ là chuẩn bị là trước khi đo mình nghỉ và vệ sinh ngón tay đó, và mình theo dõi kết quả thôi. Ví dụ giống như buổi sáng mặc dù nồng độ oxy mình tốt nhưng mà khi ngủ mình cũng có thể nhờ người thân để đo thử xem khi ngủ mình có bị thiếu máu hay không, hoặc là mình theo dõi cái người bệnh ở nhà mình để mình biết được cái sức khỏe mình ổn hay không và nhờ lời khuyên từ bác sĩ ha. Có nhiều thông tin thì cả nhà mình có thể xem trên kênh Sức Khỏe 60 giây về nồng độ oxy trong máu và các thiết bị liên quan, ví dụ giống như là máy đo huyết áp nè, máy đo đường huyết và các dòng máy khác như máy xông mũi họng, máy trợ thính, máy đường huyết, rồi rất là nhiều thiết bị khác về hướng dẫn cách lựa chọn, cách sử dụng. Rồi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Chúc bà con mình sức khỏe. Tạm biệt.